Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang với những tin tức nổi bật diễn ra trên địa bàn các huyện, thành phố. Ngày 13 tháng 9, lãnh đạo huyện ủy Bắc Quang đã đi kiểm tra công tác kiểm đếm dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 tại xã Tân Quang và Việt Vinh. Theo báo cáo, hai xã có 184 hộ trong phạm vi thu hồi, trong đó xã Việt Vinh có 112 hộ, xã Tân Quang 72 hộ, có trên 30 hộ phải tái định cư và trên 40 ngôi mộ phải di chuyển. Qua kiểm tra nắm tình hình tại cơ sở cho thấy các hộ dân đều đồng tình nhất trí cao với chủ trương của tỉnh, của huyện về giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến cao tốc. Người dân có nguyện vọng được nhà nước tạo điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sớm được tái định cư để ổn định cuộc sống. Lãnh đạo huyện ủy Bắc Quang yêu cầu hội đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện đẩy nhanh công tác kiểm đếm tại hai xã Tân Quang và Việt Vinh. Trong công tác kiểm đếm và kiểm kê tài sản phải công khai minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người dân. Xác định chủ đất chưa có thông tin trong phạm vi thu hồi, mong muốn người dân tiếp tục phối hợp với hội đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện kiểm đếm, kiểm kê đảm bảo theo quy định. Các xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương và lợi ích của việc xây dựng cao tốc, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đối với các hộ tái định cư tại chỗ. Ngày 13 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình tổ chức họp bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình. Tại buổi họp, Bí thư huyện ủy Quang Bình đề nghị trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cần sớm tiếp cận địa bàn các xã thị trấn, nêu cao vai trò người đứng đầu trong công việc, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các thành viên Ủy ban nhân dân huyện phải đoàn kết thống nhất cao, quyết liệt thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chào mừng 20 năm thành lập huyện, giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại của người dân cũng như các vấn đề vướng mắc về đất đai tại khu vực trung tâm huyện, quan tâm triển khai công tác sản xuất cây vụ đông và phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm trên địa bàn. Bên cạnh đó là quan tâm đến việc chuẩn bị tốt để tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội ở địa phương. Vừa qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên đã có buổi làm việc tại thị trấn Vị Xuyên về tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đến nay, các chỉ tiêu năm 2023 của thị trấn cơ bản đạt so với kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 8 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người là 51 triệu đồng một người một năm, xóa được 4 nhà tạm, giải quyết việc làm cho 131 lao động, duy trì sĩ số học sinh đạt 100%. Qua làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên đề nghị thị trấn Vị Xuyên đẩy mạnh công tác phát triển đảng, tăng cường công tác kiểm tra đất đai đô thị, công tác xây dựng chỉnh trang đô thị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng tuyến đường nội thị, tích cực vận động người dân hưởng ứng thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, tập trung cho công tác chuyển đổi số trong khám chữa bệnh, đẩy nhanh thực hiện định danh điện tử, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết công việc. Vừa qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc đã đi kiểm tra công tác giáo dục đầu năm học mới tại xã Lũng Trinh, Sủng Máng và xã Sủng Trà. Qua kiểm tra cho thấy công tác duy trì sĩ số học sinh ở các đơn vị trường học đều duy trì trên 98%. Công tác chăm lo cho học sinh bán trú được quan tâm thực hiện, chế độ ăn bán trú của học sinh được niêm yết công khai, khẩu phần ăn của học sinh đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, để đảm bảo các em học sinh được chăm sóc giáo dục trong môi trường tốt, phát triển toàn diện về tri thức và thể lực, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc đề nghị các đơn vị trường học phải có nhiều món ăn phong phú hơn trong thực đơn hàng ngày. Các xã tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra đột xuất về việc nhập nguyên liệu, chế biến khẩu phần ăn cho học sinh tại các đơn vị trường học. Trước tình hình dịch bệnh bạch hầu đang diễn ra phức tạp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc yêu cầu các đơn vị trường học đặc biệt quan tâm đến công tác phòng bệnh, đảm bảo vệ sinh trường lớp học, nơi ăn ở của học sinh sạch sẽ, thoáng mát. Ngày 13 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Quang tổ chức hội nghị lần thứ 12 chuyên đề. Tại hội nghị đã quán triệt mục đích, yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đối với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đã có 100% số phiếu bầu có tín nhiệm. Cũng tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã quán triệt các kế hoạch của tỉnh về công tác tuyên truyền và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đề nghị mặt trận từ huyện tới cơ sở triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo kế hoạch đã được cấp ủy phê duyệt. Nội dung giám sát phải gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới, quan tâm phát động các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp. Vừa qua, Ban chỉ đạo hội thi dân vận khéo huyện Bắc Mê năm 2023 đã tổ chức họp thống nhất, chuẩn bị các nội dung liên quan đến hội thi. Theo kế hoạch, hội thi dân vận khéo năm 2023 cấp huyện sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 10, với 16 đội tham gia đến từ các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.
Nội dung thi chủ yếu là tìm hiểu về các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, bao gồm các phần thi chào hỏi, phần thi kiến thức và phần thi tiểu phẩm dân vận khéo. Kết luận cuộc họp, lãnh đạo huyện ủy Bắc Mê đề nghị các thành viên ban tổ chức, các đơn vị phối hợp chuẩn bị chu đáo về nội dung, cơ sở vật chất cho hội thi. Mỗi cá nhân đơn vị cần nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao để hội thi diễn ra thành công tốt đẹp. Từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9, huyện ủy Đồng Văn đã tổ chức thành công hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023. Tham gia hội thi có 40 thí sinh đại diện cho 20 đảng bộ trực thuộc đảng bộ huyện. Các thí sinh sẽ lần lượt trải qua 3 phần thi bắt buộc gồm phần thi soạn đề cương, phần thi thuyết trình theo nội dung đã chuẩn bị trước và phần thi nghiệp vụ trả lời câu hỏi tình huống. Nội dung các phần thi tập trung chủ yếu tìm hiểu các quy định hướng dẫn thi hành điều lệ đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên liên quan trực tiếp đến vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, bí thư chi bộ. Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn của huyện, do đó mỗi đảng bộ và thí sinh tham gia đều ý thức được trách nhiệm trong hội thi lần này. Đến với hội thi này thì đảng bộ xã Sùng Đà chúng tôi cũng đã lựa chọn những đồng chí bí thư chi bộ ở dưới thôn bản là những đồng chí có kinh nghiệm cũng như là có nhiều thành tích. Bản thân tôi đã chuẩn bị các chỉ thị, nghị quyết, các tài liệu liên quan đến hội thi để sẵn sàng bước vào hội thi. Và sau hội thi này, từ những kiến thức lĩnh hội được, học hỏi được, giao lưu được, tôi sẽ bổ sung kiến thức cho mình về công tác đảng. Với sự chuẩn bị chu đáo, các thí sinh dự thi đều thể hiện được sự linh hoạt trong xử lý những tình huống. Một số thí sinh đã khéo léo lồng ghép, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của địa phương mình trong thực hiện xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh hay cải tạo vườn tạp, xây dựng nông thôn mới. Từ đó giúp cho các nội dung thêm sinh động, phong phú và có tính thuyết phục. Đây là một cuộc thi mà để tôi muốn thể hiện được cái năng lực và trình độ của mình, muốn bày tỏ, tuyên truyền tới các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Trong chi bộ trường tôi thì tôi đã thực hiện nhiều phương pháp và nhiều cách thức của người đứng đầu để lãnh và chỉ đạo chi bộ nhà trường đạt được những thành tích đáng khích lệ trong năm học 2022-2023. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho thí sinh Đầu Hoài Ánh, bí thư chi bộ trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Sùng Trái, trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 15 giải khuyến khích cho các thí sinh dự thi đạt thành tích. Hội thi đã thành công tốt đẹp. Đây cũng là cơ sở góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng ở cơ sở. Xã Tiên Yên, huyện Quang Bình có 6 ban công tác mặt trận ở thôn. Đây là đội ngũ trực tiếp gần dân nhất trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã đã không ngừng củng cố, kiện toàn ban công tác mặt trận thôn theo hướng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về năng lực trình độ, am hiểu thực tiễn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công tác. Từ đó, các ban công tác mặt trận đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp tiền của, ngày công, hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần tích cực vào việc giảm nhanh hộ nghèo, tăng hộ khá giàu trên địa bàn. Cương vị là một trưởng ban công tác mặt trận thì là vận động tất cả các hộ dân cũng như là các doanh nghiệp ở trong thôn chúng ta về phát triển kinh tế, đặc biệt là các cái mô hình để nâng cao thu nhập về tất cả các cái mô hình, ví dụ như là trồng cây thanh long. Diện mạo nông thôn mới đổi thay là nhờ có sự đoàn kết, đồng lòng, chung sức của cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các trưởng ban công tác mặt trận. Sẽ tuyên truyền cho nhân dân là chấp hành tốt cái chủ trương, chính sách của Đảng và theo quy định của nhà nước, của địa phương, nhân rộng tất cả các mô hình để nâng cao cái thu nhập cho nhân dân. Nắm chắc tình hình cơ sở, phát huy thế mạnh ở từng khu dân cư, ban công tác mặt trận thôn đã góp phần khơi dậy, phát huy sức mạnh nội lực trong chính mỗi người dân, mỗi gia đình, tương trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Họ thực sự là nhịp cầu nối đoàn kết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, chất lượng hơn cho bản thân, gia đình và xã hội. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 cho cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện.
Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nắm bắt tổng quan về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình, các chính sách hỗ trợ việc làm, bảo trợ xã hội trên địa bàn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023. Thông qua tập huấn nhằm kịp thời cập nhật, bổ sung những nội dung mới, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo từ huyện đến thôn bản, từ đó để thực hiện có hiệu quả mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại địa phương. Anh Hờ Mí Xài và chị Sùng Thị Giàng ở thôn Lủng Pùng B, xã Sủng Thái, huyện Yên Minh là cặp vợ chồng khuyết tật khi còn rất trẻ. Hờ Mí Xài mắc chứng bệnh liệt từ khi anh mới 6 tuổi. Vợ anh Sùng Thị Giàng thì bại liệt từ lúc sinh ra. Thêm vào đó, chị Giàng còn bị mất thị lực sau một tai nạn giao thông. Gia đình họ đối mặt với nhiều khó khăn và áp lực từ xã hội. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận số phận, họ đã quyết định không để bản thân bị giới hạn bởi khuyết tật. Tôi thì nói chung là hai đôi chân thì yếu ớt, nhưng không đi được, nhưng mà đôi tay thì vẫn làm được mọi thứ. Với lòng kiên nhẫn và nghị lực vươn lên, vợ chồng anh Xài đã tìm cách tự học và rèn luyện kỹ năng để có thể tự lập kiếm sống. Nhận thấy với đặc điểm khí hậu ở vùng cao là người đồng bào dân tộc Mông, anh cùng vợ đã học cách chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, trong chuồng của gia đình anh lúc nào cũng duy trì nuôi từ 2 con bò vỗ béo, lợn nái sinh sản và gần 50 đôi thỏ. Mỗi năm gia đình anh thu nhập trên 200 triệu đồng. Từ hai bàn tay trắng, gia đình anh đã vươn lên trở thành hộ khá giả trong thôn. Hai vợ chồng này là có nghị lực sống phi thường. Tuy mặc dù là bị khuyết tật đặc biệt nặng, tuy nhiên là cái tư tưởng cũng như cái suy nghĩ của hai vợ chồng thì là suy nghĩ một cái rất là thoáng và không chán nản về một cái vấn đề gì cả. Không chỉ làm việc để kiếm sống, vợ chồng anh Xài còn truyền cảm hứng cho những người khuyết tật khác. Họ đã tham gia vào các hoạt động xã hội và tình nguyện giúp đỡ người khác, khích lệ họ không bỏ cuộc và tận hưởng cuộc sống theo cách của mình. Chú Thí làm rất là tốt, nghị lực chú sống rất là tốt. Chú tuy không đi được, nhưng mà mong là bà con, hàng xóm là ủng hộ chú để chú tiếp tục sống tốt hơn. Trong quê hương này, nhìn Thái đã bị khuyết tật nhưng mà cũng là được rất là việc nhiều. Làm cái gì cũng rất là tốt, nuôi cái gì cũng nuôi được. Cuộc sống của vợ chồng anh Xài không chỉ là câu chuyện về sự vươn lên và vượt qua khó khăn, mà còn là lời chứng minh rằng khuyết tật không phải là trở ngại để đạt được thành công và hạnh phúc. Bằng nghị lực và ý chí mạnh mẽ, họ đã chứng minh rằng mọi điều là có thể nếu ta không bỏ cuộc và luôn tin tưởng vào bản thân. Mọi nhìn việc, công việc nhẹ trong nhà thì đều là tôi cũng làm được. Nhìn thấy họ làm cái gì tôi cũng thích là. Từ những cái bàn tay trắng thì hai vợ chồng đã vươn lên đấy, chính mình để làm kinh tế gia đình. Đồng thời anh cũng là một cây tuyên truyền viên rất là tốt. Đấy là một cái gương điển hình mà cần phải nhân rộng. Vợ chồng anh Xài là tấm gương sáng cho những người khuyết tật và cả cho cộng đồng xung quanh. Họ đã vượt qua những trở ngại để làm chủ số phận. Cuộc sống của họ là một câu chuyện về sự vươn lên và khắc phục khó khăn và là động lực cho những người khác để tin tưởng vào khả năng của mình, không ngừng cố gắng để đạt được ước mơ của mình. Công an huyện Bắc Mê phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Phú cũng đã tổ chức buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong khu dân cư tại tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tổ 3 thị trấn Yên Phú. Tình huống giả định trong diễn tập là xảy ra cháy lớn tại một hộ gia đình. Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy phối hợp với lực lượng công an phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẩn trương tiến hành các biện pháp dập tắt ngọn lửa và cứu người trong tòa nhà. Đồng thời tiến hành sơ cấp cứu các nạn nhân, đảm bảo an toàn về tính mạng và nỗ lực di chuyển, bảo vệ tài sản cho người dân. Ngoài ra, các lực lượng tham gia thực hành các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông xung quanh khu vực xảy ra cháy, phối hợp tốt với lực lượng tham gia ứng cứu của ngành y tế, điện lực, thông tin tuyên truyền. Đợt thực tập được tổ chức góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó và công tác phối hợp để xử lý các tình huống giữa các lực lượng. Vừa qua, Công an thành phố Hà Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ngọc Đường tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy. Tham gia tập huấn và thực tập có đại diện 35 hộ gia đình thôn Bản Tùy và 3 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy thôn Thái Hà, 9 tổ quản lý lắp đặt điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn xã Ngọc Đường. Các thành viên tham dự đã được hướng dẫn thao tác sử dụng các loại bình chữa cháy thông dụng, các kỹ năng cần thiết khi xảy ra hỏa hoạn, hướng dẫn thực hành dập lửa với khay xăng, dập lửa bình ga.
Khi đã thành thạo mọi thao tác, các thành viên cùng tham gia thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư. Qua việc tổ chức tập huấn và thực hành trực tiếp, giúp nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả của các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra. Vụ lạc hè thu năm nay, xã Đông Minh, huyện Yên Minh gieo trồng được 37,25 hectare lạc, chủ yếu là giống lạc ta, tập trung nhiều nhất ở thôn Bò Mới. Hiện nay, bà con nông dân xã Đông Minh đã thu hoạch được khoảng 50% diện tích. Được biết, lạc là một trong những cây trồng thích hợp với điều kiện đất đai, khí hậu ở đây, nên trồng cây lạc không đòi hỏi kỹ thuật cao, chỉ cần chăm sóc, bón phân đầy đủ là cho năng suất cao. Thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch là hơn 3 tháng. Qua thực tế cho thấy, trồng lạc cho năng suất hiệu quả cao gấp 2-3 lần so với trồng ngô. Hiện giá lạc tương đối cao, với giá lạc tươi là 25.000 đồng 1kg, lạc đã phơi khô có giá từ 45-50.000 đồng 1kg. Từ hiệu quả kinh tế của cây lạc, xã Đông Minh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân phát triển diện tích trồng lạc. Hiện người dân xã Đông Minh đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lạc, giải phóng đất để tiếp tục gieo trồng cây rau màu vụ đông. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cơ sở ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.